3.000 năm trước, thiên hạ xuất hiện một vị thần tiên vô cùng lợi hại. Hắn một mình vác kiếm chinh chiến thiên hạ, đánh chỗ nào thắng chỗ đó. Cho nên cứ hễ gặp rồng là chém. Trận chiến Trầm Long cuối cùng là trận đại chiến kinh thiên động địa, khiến quỷ thần phải run sợ, bầu trời rung chuyển. Tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến vài ngàn chiêu thức và diễn ra mấy ngày mấy đêm. Nhưng không, chỉ sau vài đường kiếm, con chân long đã bị chém rụng. Long khí của giao long phân tán ra bên ngoài dưỡng thành ngũ hành giao long cùng vô số cơ duyên. Mỗi cơ duyên là không giống nhau, nhưng đều chung một tác dụng, đó là trợ giúp người tu hành thăng tiến trên con đường đại đạo. Nam chính Trần Bình An năm nay tròn 14 tuổi, cha mẹ qua đời khi cậu chỉ mới 5 tuổi. Cuộc sống vô cùng khổ cực và thê thảm. Trong cái xóm nhỏ này, tìm được người nghèo hơn Trần Bình An là điều không thể. Tuy nhiên, Trần Bình An lại có một cô hàng xóm cực kỳ xinh đẹp. Chị Khuê chỉ là nha hoàn Tống Tập Tân, nhưng thân phận cô gái này lại không tầm thường. Cô Sán là người em họ, từng được Trần Bình An tặng một con cá trạch. Điều mà cậu ta không biết, đó là con cá trạch này lại là cơ duyên to lớn. Rồi một ngày, tiểu trấn xuất hiện một đoàn người. Xem bộ dạng của bọn họ liền nhận ra được lai lịch không tầm thường. Trong số đó có một cô gái tên là Thái Kim Giản, tiên tử của Vân Hà Sơn. Mặc kệ bọn họ ở bên ngoài có lai lịch lớn bao nhiêu, muốn vào bên trong trấn tìm kiếm cơ duyên vẫn phải bỏ ra tiền lộ phí. Ngày hôm đó, Cố Sán đi ra bên ngoài gặp được một lão già tên Lưu Chí Mậu. Cũng từ đây mà cuộc đời cậu bé đã trải qua được bước ngoặt. Nhìn lão già này ôm yếu vậy thôi, thực chất lại là cao thủ ẩn danh vô cùng lợi hại. Lưu Chí Mậu vừa nhìn một cái liền phát hiện con cá trạch trong thùng nước của Cố Sán là một con thủy long. Hỏi thăm thì biết chuyện này có liên quan tới Trần Bình An. Cố Sán là người ông ta chọn. Vì không muốn cậu bé bị Trần Bình An liên lụy, nên ông ta đã nổi sát tâm muốn giết cậu. Vừa hay lúc cậu quay trở về nhà thì gặp Thái Kim Giản. Lão ta dùng chiêu mượn đào giết người, điều khiển tâm trí Trần Bình An khiến cậu nổi tính sắc lang rồi đi trêu ghẹo Thái Kim Giản. Cô ta tức giận đến tái mặt, bàn tay vung trưởng tặng cho nam chính một trường vào ngực. Vì tiểu trấn này có quy định không được giết người, nên Thái Kim Giản chọn cách gián tiếp, đó là phá hủy trường sinh kiều khiến cậu chỉ còn sống được thêm nửa năm nữa. Lão sư dạy học của một ngôi trường nhỏ thực chất lại là một vị thánh nhân. Ông ta tên là Tề Tĩnh Xuân. Mục đích có mặt tại ngôi làng nhỏ này cũng không phải ngẫu nhiên. Được biết rằng đại nạn của tiểu trấn đã sắp đến, lúc đó tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy. Trong lúc đưa tiễn người học trò Triệu Diêu rời khỏi tiểu trấn, hai thầy trò gặp được một nữ kiếm khách. Phong thái vững vàng làm cho Triệu Diêu vừa nhìn đã mến mộ. Mọi chuyện đáng lẽ nên dừng ở đây, nhưng mà Triệu Diêu lại vô tình nói ra một câu mạo phạm. Nàng ta lập tức rút kiếm, lao đến định tặng cho Triệu Diêu một kiếm vào người. Tề Tĩnh Xuân dễ dàng ngăn cản toàn bộ công kích. Dù đệ tử của ông có nói lời xúc phạm thì cũng không đến mức phải nhận tội chết. Nàng ta không quan tâm. Ông muốn quản thì phải xem hai thanh kiếm có đồng ý hay không. Dứt lời, liền xông lên chém liên tục. Dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ được để công kích, nhưng đều thất bại. Tề Tĩnh Xuân tránh né một cách dễ dàng. Dù có sử dụng ra 100 chiêu hay 1.000 chiêu, cũng không chạm nổi vạt áo của Tề Tĩnh Xuân. Đánh một hồi cũng mệt mỏi rã rời. Ngược lại thì ông ta chỉ cần nói ra một chữ đã đánh bại được nàng ta. Ông khuyên nàng bình tĩnh lại, bước lên đỉnh võ đạo cần phải từ từ đi theo tuần tự. Đừng vì một lúc bốc đồng mà làm hỏng tâm cảnh. Tề Tĩnh Xuân khắc hai chữ lên kiếm khiến thanh kiếm ẩn chứa đạo vận và linh trí. Nàng ta biết người trước mặt này là một vị thánh nhân, thanh kiếm sau khi được cải tạo sẽ trở thành đại cơ duyên. Nàng bỏ đi mà không thèm lấy kiếm. Thanh kiếm âm thầm bám theo, nàng ta mặc kệ tiếp tục bước đi. Đi tới một cái ngõ nhỏ, trùng hợp là trong cái ngõ này cũng có người. Người thiếu niên là hoàng tử nhà Tùy, lão già đi bên cạnh là người hầu. Đột nhiên lúc này lại có một con dao nhọn bay đến chỗ hoàng tử. Tưởng rằng là hung thủ nên lão ta xông lên tấn công, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mỗi một cú đấm đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đánh cho nàng ta không kịp trở tay. Rất may là Tề Xuân Tĩnh xuất thủ đánh trọng thương lão ta. Nàng thừa dịp lúc này để chạy thoát. Việc chém giết trong thôn đã vi phạm quy tắc. Tề Xuân Tĩnh tức giận đuổi bọn họ ra khỏi tiểu trấn. Lưu Chí Mậu đến nhà của Cố Sán, Thái Kim Giản cũng đến.
hai người đều chung một mục đích là thu Cấu Sán làm đệ tử. Lưu Chí Mậu thẳng thắn tuyên bố rằng nếu cô ta có năng lực thì cứ cướp người, không có năng lực thì tự biết mà rời đi. Thái Kim Giản muốn dùng uy danh của tông môn để uy hiếp. Ai ngờ lão già này không sợ, lão còn trực tiếp dùng thực lực dằn mặt ngược lại. Sau khi Thái Kim Giản rời đi, Trần Bình An lại đến. Nghe tin Cố Sán được thu nhận làm đệ tử, Trần Bình An cũng yên lòng. Nhưng mà cậu lại không biết rằng hung thủ ám hại mình chính là lão già đang đứng ở ngay trước mặt. Thậm chí, mẫu thân của cậu bé cũng bị lòng tham che mở mắt. Dẫu biết con trai mình cướp đoạt tạo hóa của Trần Bình An thì vẫn không hối hận. Lưu Chí Mậu cho biết cha mẹ Trần Bình An đã phá hỏng một cái quy tắc lớn nên bị trời trừng phạt và chết yểu. Thân là con cái, cậu ta cũng bị vạ lây. Để tránh cho Cố Sán bị liên lụy, lão ta thì pháp cắt đứt hoàn toàn duyên phận giữa hai người. Về phần Ninh Diêu, nàng ta dù giữ được tính mạng thì cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn. Vừa hay, lại gặp được người đạo trưởng chuyên xem bói tên Lục Trầm. Tưởng rằng ông ta chỉ là một người bình thường, mới vài phút trước còn bị hàng xóm của Trần Bình An đuổi cho chạy trối chết. Đâu biết rằng ông ta cũng là cao thủ ẩn danh. Lục Trầm muốn tránh né để không phải liên quan đến nhân quả. Nhưng chạy đầu cho tắt nắng, thanh kiếm đột nhiên xuất hiện uy hiếp khiến ông ta bắt buộc phải giải cứu. Khi số liên quan đến nàng quá lớn, chỉ có thể nghịch thiên mà đi. Lục Trầm bất đắc dĩ phải đưa đến nhà Trần Bình An. Nhà đã nghèo không có cái ăn rồi, bây giờ lại phải thêm một thành viên nữa. Nhưng cậu ta lại đồng ý ngay lập tức. Cậu được yêu cầu thay một bộ y phục sạch sẽ cho nàng ta. Trần Bình An nghe vậy liền thấy không thỏa đáng lắm. Cậu định chạy đi nhờ cô hàng xóm chị Khuê, nhưng Lục Trầm lại ngăn cản. Cô ta mà làm được thì ông đã không phải đưa đến nhà của hắn. Sau đó Lục Trầm lại đưa cho một đơn thuốc để cậu đi ra ngoài mua. Không lâu sau đó, Ninh Diêu cũng tỉnh lại. Lục Trầm thẳng thắn nói ra mọi chuyện lúc nàng đang hôn mê và hoàn cảnh của Trần Bình An. Sau khi nghe xong, nàng ta vẫn bình thản. Trần Bình An nhanh chóng quay trở lại, lần đầu hai người nói chuyện với nhau khá ngượng ngùng. Mọi chuyện đã giải quyết tạm ổn, Lục Trầm còn có việc nên không ở lại thêm. Trước khi rời đi, ông ta cũng khuyên Trần Bình An vài câu. Ông đã biết chuyện cậu không còn sống được bao lâu nữa, nên nhắc nhở cậu không nên xem nhẹ sinh tử. Dù trường sinh kiều bị đứt thì vẫn còn cách sống sót. Cha mẹ chắc chắn sẽ không muốn thấy cậu bỏ cuộc và chắc chắn không muốn thấy cậu bị chết yểu. Việc đầu tiên cần phải làm là tìm nơi nương tựa. Tìm mọi cách để Nguyễn Sư nhận mình làm học đồ. Ông ta là một cao thủ rất mạnh, có nơi nương tựa vững chắc như vậy mới có cơ hội xoay chuyển. Thứ hai là thường xuyên đi bắt cá tôm nhặt đá để tìm kiếm cơ duyên. Ninh Diêu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Lục Trầm. Nàng biết cậu muốn đi tìm Thái Kim Giản để báo thù. Cậu từng nghe được câu chuyện con kiến lay cành cây, dù là người hay con kiến bé nhỏ, có thái độ thì mới có tôn nghiêm. Trần Bình An biết thực lực giữa mình và Thái Kim Giản là khoảng cách rất lớn. Nhưng mà cậu ta vẫn quyết định đi tìm cô ta báo thù. Và nam chính sẽ làm cách nào để báo thù thành công? Con đường phía trước còn bao nhiêu bất ngờ nữa? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem tập phim tiếp theo nhé!